Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay lại kênh ô tô 8S. Trước mắt quý anh chị và các bạn là chiếc xe Honda Brio. Honda Brio là dòng xe nhỏ nhất của nhà Honda, thuộc phân khúc cỡ A. Trong phân khúc cỡ A có một loạt xe có doanh số tốt như Hyundai i10, Kia Morning, Toyota Wigo. Brio sử dụng động cơ 1.2 lít, có công suất tối đa 89 mã lực. Sử dụng hai loại hộp số, đó là số hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp. Honda Brio tại Việt Nam có tất cả 3 phiên bản, đó là Honda Brio G, Honda Brio RS 1 màu và Honda Brio RS 2 màu. Hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2022, ô tô 8S xin chia sẻ giá bán cũng như giá lăn bánh của xe Honda Brio. Đầu tiên là phiên bản Brio G, giá bán hiện tại 418 triệu. Lăn bánh tại Hà Nội 468 triệu. Lăn bánh tại tỉnh 446 triệu. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 456 triệu. Nếu quý anh chị mua xe trả góp thì cần chuẩn bị tài chính tối thiểu như sau. Tại Hà Nội 139 triệu, tại tỉnh 117 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh 127 triệu. Tiếp theo là phiên bản Brio RS 1 màu, giá bán hiện tại 448 triệu. Lăn bánh tại Hà Nội 500 triệu, lăn bánh tại tỉnh 478 triệu, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 488 triệu. Nếu quý anh chị mua xe trả góp thì cần phải chuẩn bị tài chính tối thiểu như sau. Tại Hà Nội 147 triệu, tại tỉnh 125 triệu. Tại thành phố Hồ Chí Minh 135 triệu. Tiếp theo là phiên bản Brio RS 2 màu, giá bán hiện tại 452 triệu. Lăn bánh tại Hà Nội 504 triệu, lăn bánh tại tỉnh 482 triệu. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 492 triệu. Nếu quý anh chị mua xe trả góp thì cần chuẩn bị tài chính tối thiểu như sau. Tại Hà Nội cần 151 triệu, tại tỉnh cần 129 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh cần 139 triệu. Hiện tại Brio có đầy đủ các màu, các phiên bản cho quý anh chị chọn lựa. Nếu quý anh chị đang có nhu cầu quan tâm tới xe Brio thì ngay góc trên màn hình có số tư vấn. Hãy alo để biết thêm giá và chính sách khuyến mại. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video lần sau.